Hello, xin chào tất cả mọi người. Và trong kính máy quay là một bạn khách hàng rất là xinh đẹp. Và bạn chính là khách hàng cũ của DK, đã từng làm mày cách đây khoảng cũng gần một năm rồi Thắm nhỉ. Và hôm nay thì bạn quyết định qua DK để thực hiện là phun nốt đôi môi của mình. Thì chúng ta sẽ cùng, tại vì cũng không cần trò chuyện với bạn quá nhiều đúng không ạ? Tại vì bạn đã tin tưởng DK ở một lần làm mày rồi. Và hôm nay bạn đã đến để phun môi thì chắc chắn là lòng tin của bạn phải gửi gắm vào DK rất là nhiều. Thì Thắm ơi, Thắm có thể chia sẻ một chút về cái đôi môi mà mình vừa thực hiện phun xong như thế nào không nhỉ? Em vừa làm môi xong thì rất là nhẹ nhàng và không đau. Em làm xong thì em rất là ưng với cái màu như thế này. Về mình nhớ là với cái livestream lần trước thì Thắm cũng có chia sẻ Thắm là một khách hàng khá là khó tính ạ. Và không biết là sau khi mà với một cái sự khó tính của mình như thế mà mình làm mày xong, và không biết là mình có nhận được lời khen hay như thế nào, mình lại quyết định tiếp tục gửi gắm đôi môi tại DK ạ. Thật ra thì là mình thấy là lông mày đây làm rất là ưng, rất phù hợp với cái dáng mày của mình. Sau đó đi làm môi thì mình cũng có tìm hiểu, mình cũng thấy rất là phù hợp. Và làm xong mình thấy rất là hài lòng. Có nghĩa là sau khi làm mày tại DK thì Thắm cũng có tham khảo thêm một vài địa chỉ làm môi khác đúng không? Nhưng mà mình vẫn thấy là DK mới là chân ái, mình vẫn quyết định là gửi gắm lại cho DK đúng không ạ? Và thì với những khách hàng khó tính thì mà DK được phục vụ cho các chị nhà thì thật sự là rất là thích. Bởi vì là càng khó tính mà khách hàng lựa chọn DK thì chứng tỏ là chất lượng của DK như thế nào đúng không ạ? Và thì bây giờ em sẽ mời ống kính zoom cận một chút nhá, để có thể xem cặp mày của bạn Thắm. Đây là cặp mày sau bong. Thắm chơi cặp mày này cũng được gần một năm rồi. Thì chúng ta thấy là mày thì vẫn rất là rõ sợi, không hề có dấu hiệu của việc trổ xanh trổ đỏ. Bởi vì mực DK là mực sử dụng mực hữu cơ, không hề chứa tạp chất, không hề có dấu hiệu trổ nhá. Mà dáng mày thì vẫn rất nhẹ nhàng, sợi mày bong ra thì rất là rõ nét, chứ không hề bị mất sợi, đứt sợi gì cả. Đó. Và đây là đôi môi vừa thực hiện phun của Thắm tại DK xong, vừa dứt kim tại DK xong. Nhưng chúng ta có thể thấy là chỉ là như đánh son một chút thôi, không hề có dấu hiệu sưng nề gì cả. Đây ạ. Khuôn môi của Thắm thì vốn cũng đã xinh sẵn rồi, cho nên là sau khi phun môi xong thì màu môi trở nên càng tôn lên cái da hơn. Đó. Thắm ơi, trong cái quá trình mình thực hiện phun môi ấy, thì có bị đau đớn hay khó chịu gì không nhỉ? Trong quá trình phun môi thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, không đau gì cả. Vâng. Và trước khi thực hiện phun thì Thắm có lo là ví dụ sợ bị sưng này, hay là bị đau hay là khó chịu gì không? Trước khi phun môi thì mình cũng lo lắm. Mình cũng lo là sẽ bị sưng lắm, nhưng mà sau khi làm xong thì thấy rất là nhẹ nhàng, rất là ưng, tại vì nó sẽ không sưng gì cả. Mình được thoải mái đúng không? Mà nó hoàn toàn xua tan cho mình cái nỗi lo ban đầu đó. Thì Thắm có thể gửi gắm một lời nào đấy để cho chị em có động lực đi làm đẹp hơn không? Bởi vì rất là nhiều khách hàng đều rất là lo là phun môi sẽ đau. Chị em hãy cứ tin tưởng DK nhá, tại vì DK làm rất là uy tín và rất là đẹp. Cảm ơn Thắm. Thì với sự hài lòng của Thắm thì chắc hẳn là mình mong Thắm sẽ giới thiệu thêm nhiều khách hàng nữa cho DK Thắm nhá. Xin cảm ơn những chia sẻ của Thắm ngày hôm nay. Bởi vì hiện tại thì Thắm vừa làm môi xong thì giờ cũng hơi muộn rồi, thì mình sẽ xin phép kết thúc livestream này tại đây, để cho Thắm còn đi về cho sớm, bởi vì nhà Thắm cũng khá là xa đúng không nhỉ? Vâng ạ. Thì cảm ơn những chia sẻ của Thắm nhé. Và các bạn nếu mà muốn có một đôi môi hay một cặp mày thì hãy lưu ý DK là một địa chỉ rất là đáng để tin tưởng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.